Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân BB. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ nha các bạn ơi. Ok các bạn, hôm nay thì Nhân sẽ đi trộn hai tên trộm các bạn ơi. Một cái tên trộm mà lùn tin, còn một tên trộm mà cao gầy các bạn ơi. Hai tên trộm đấy hài vãi luôn. Ok, hôm nay Nhân sẽ đi trộn bọn chúng nha các bạn nha. Và các bạn ơi, mình trộn còn hai anh chị Sam và anh Thắng TT đã từng trộn nó rồi các bạn ơi. Đợt này Nhân trộn nhiều trò hay lắm các bạn ơi. Các bạn nha, hãy nhớ cho mình xin một like cũng như lượt đăng ký kênh đấy nha. Ồ, để ủng hộ Nhân nha, để Nhân có động lực ra nhiều video hay hơn cho các bạn xem nha các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trộn hai tên trộm, một tên lùn mà một tên cao thì các bạn ơi, let's go. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn ơi. Yes. Ok các bạn ơi, ui lần này Nhân trộn đi bọn nó, cái màn mà nó phụt ra cái này là cái gì đấy các bạn ơi. À, lần này Nhân trộn thì cái màn này cao hơn, level cao hơn level chị Hà Sam mà với lại anh Thắng TT trộn các bạn ơi. Ok, không biết là các bạn theo dõi nha, xem nào lần này Nhân trộn cái gì nha các bạn nha. Ok nha, go. À, tên lùn này nó đang ăn đuổi gà rán KFC các bạn ơi. Ăn đi, mì ăn đi, tí nữa ta sẽ trộn mì các bạn ơi. Nhá, nó ăn này, nó bảo là nó ăn, nó đang khát nước các bạn ơi. Nó ăn đùi gà rán xong nó phải còn đòi ăn đồ trắng miệng nữa cơ. Thế tên này thể là bẩn quá đi. Và nhà người ta ăn trộm thì mà còn ăn hết đùi gà mới ăn bánh của người ta. Được rồi các bạn ơi, nó vào nhà Nhân thì bây giờ Nhân sẽ tìm cách trộn nó nha các bạn nha. Đầu tiên nha, thì Nhân phải vào nhà tắm đó các bạn ơi. Tí nữa nó còn đòi ăn bánh Oreo với lại uống nước cam các bạn ơi. Bây giờ Nhân sẽ bỏ những cái thứ không ăn được và những cái đồ ăn đó nha các bạn nha, để cho nó ăn vào cho nó phải đã đau bụng thì thôi. Ok, let's go. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhưng lượt đăng ký ủng hộ mình nha. Ok các bạn ơi, đầu tiên mình phải lên trên phòng đã. Ui trời ơi, ui giời ơi các bạn ơi, với thò mặt lên xong các bạn ơi, vừa chăm gió với các bạn xong thấy luôn hai thằng này nó đang đứng ở đây rồi. À, hai tên trộm mà sao bọn nó nguy hiểm quá ta. Nó là trộm mà như kiểu mà nó là bố của mình chứ không bằng chứ, sợ nó quá đấy chứ các bạn ạ. Được rồi, các bạn an tâm nha, sẽ trôn nó nha. À đủ, nó còn nhảy nhảy nữa kìa. Mẹ cái thằng xỉu nhi này, đi ăn trộm mà cứ như kiểu là đi nghỉ mát không bằng. Ok, nên phải vào trong nhà tắm đó các bạn ơi. Ôi trời ơi, trời ơi, thằng này nó trốn ở đâu, nó bắt Nhân vậy các bạn ơi. Trời ơi, nhỏ quá các bạn ơi, man, sao nó lại bắt được mình ta. Nó thật, mình tưởng nó, ôi dồi ôi, nó còn nó, ui nó nhốt mình rồi các bạn ơi. Trời ơi, hai cái tên xỉu nhi này, được rồi nha. Chắc mình làm ta Nhân hơi bực mình. Ngay bán đầu tiên Nhân tưởng là Nhân trôn cái kiểu đặc cấp, Nhân trôn được nó rồi nhưng mà vẫn chưa trôn được các bạn này. Okay. Được rồi, lần này Nhân sẽ làm lại nha các bạn ơi. Bị nó tóm cũng hơi buồn các bạn, nhưng mà không sao. Ok, let's go. Ok các bạn, lần này Nhân chơi lại cái nem vấn lúc nãy nha. Mẹ ngáo quá đi tôi. Mà Nhân nhìn tưởng cái thằng trộm gầy đấy nó phải nượn, nó đi chỗ khác nó chơi đấy chứ. Không ngờ là nó vẫn còn đứng ở đó, nó còn nhảy xách ở đó các bạn ơi. Cay quá. Được rồi, Nhân sẽ cố gắng hết sức mình nha các bạn ơi. Ok, rồi mình ăn đi, ta cũng hơi cay rồi đấy. Lại một lần nữa lại nhìn cái thằng xỉu nhi này nó ăn cái đùi gà này, mình lại thèm các bạn ơi. Các bạn có thèm ăn đùi gà giống Nhân không? Các bạn thấy video của mình hay nhớ cho mình xin một like cũng như một lần đăng ký kênh ủng hộ Nhân BB nha. Ok rồi, bây giờ thì mình sẽ phải lên tầng đã các bạn ạ. Mình phải lấy cái kem đánh răng đã các bạn ơi, chôn nó. À, cho nó ăn bánh nha, mà cùng với cái kem bánh răng luôn nha các bạn nha. Đó, tí nữa là nó sẽ đòi ăn bánh các bạn, là nó ăn đùi gà xong nó còn đòi ăn đồ trắng miệng nữa cơ, bọn này á bựa quá. Rồi các bạn, lần này hy vọng là Nhân sẽ không bị bọn nó tóm nha các bạn ơi. Đây đâu rồi, nhà tắm ở đây rồi các bạn ơi. À, thằng kia đang xem đây rồi. Nhân sẽ chôm hai cái này xuống các bạn ơi. À, Nhân sẽ nhặt hai cái này xuống, đó chính là kem đánh răng các bạn ơi. Bây giờ Nhân phải đi ra ngoài đã. Á đủ, có thằng lùn này nó đang lên thì các bạn ơi, nguy hiểm rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ thì Nhân sẽ phải đi xuống nhà bếp nha các bạn nha. Bây giờ nhà bếp không biết là chỗ nào ta. Được rồi các bạn, cứ bình tĩnh, nhà bếp hình như ở dưới tầng các bạn ơi. Ngủ, chết rồi. Cái đèn này nó báo đỏ đấy các bạn ơi. Ok các bạn bình tĩnh nha, mình xuống nhà bếp đã. Bây giờ mình phải tìm cái nhà bếp các bạn ơi, cho bọn này ăn. Ở đây là một cái chìa khóa, nhà ăn chỗ nào ta? Đây rồi các bạn ơi, nhà ăn đây rồi. Đây này, đúng chỗ này các bạn ơi. Đầu tiên nha, Nhân sẽ bóc cái bánh Oreo này nha các bạn nha. Rồi cho ra đĩa các bạn ơi. Sau đó
mình sẽ mở cái lắp kem Oreo này ra và bịt cái kem đánh răng vào các bạn ơi. À, mình phải đậy để đã không có nó nổ mất các bạn ơi. Đó, đậy vào như không có chuyện gì xảy ra các bạn ơi. Sau đó thì mình sẽ lấy cái này nha, lấy cái hạt tiêu các bạn ơi, hạt tiêu cay vãi luôn. Hạt tiêu này nhân xét rắc vào đây các bạn ơi. Ok. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình nhặt cái này ra đã. Nhặt cái này ra đó rồi mình kéo nó chạy ra ngoài các bạn nha. Để thằng gầy nó mang ra cho thằng béo ăn các bạn ơi. Ui nhảy ra ngoài đi, chết cha rồi, bị bắt nó vỡ mồm ấy. Rồi, thằng gầy này nó sẽ vào á, nó bê cái bánh với này, cái cốc nước đi ra cho cái thằng nùn béo nó ăn các bạn ơi. ăn đi nào, ngon không? Ui, cho bánh cái kem đánh răng. Úi giời ơi. Úi giời. Rồi các bạn ơi, giết các bạn ơi, win rồi. Các bạn ơi, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các bạn nhớ cho mình xin một like nha. Mình đã chôn 2 thằng này thành công rồi các bạn ơi. Tiếp tục nha. Chôn nó tiếp nha các bạn ơi. Ok. Hay quá đi. Ok các bạn ơi, bắt đầu màn chôn tiếp theo rồi nhá. Lần này hai cái tên trộm này hắn đòi bọn chúng đòi phá kết sắt nhà nhân ra, lấy hết sạch tiền của bố mẹ nhân dành dụm nữa các bạn ơi. Cái bọn này tuổi gì các bạn ơi, có nhân ở đây rồi nhân sẽ không cho bọn chúng lấy trộm tiền nó nha các bạn nha. Ok rồi, bọn chúng đang bàn bạc này các bạn ơi, bàn bạc cái vấn đề này, làm thế nào để phá kết sắt nhà nhân này các bạn ơi. Các mì cứ bàn bạc đi, bây giờ ta sẽ chuẩn bị màn chôn tiếp theo các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho ấn đăng ký ủng hộ mình nha. Ok, mình sẽ ra nhiều video hay cho các bạn xem. Ấy, đầu tiên là để thực hiện cái màn chôn này á, nhân phải cần một số cái dụng cụ các bạn ơi. Đầu tiên đó chính là một sợi dây điện nha các bạn nha. Các bạn biết nhân định làm gì không? Nhân sẽ chôn nha, cho cái tên nào mà tham lam á phá két sắt nhà nhân sẽ bị điện giật nha các bạn ơi. Vui đấy, trò này vui đấy, nhưng mà hơi nguy hiểm ngoài đời nha các bạn, không được chơi ngoài đời đâu nha các bạn nha, chỉ chơi trong game này thôi các bạn ơi. Chôn mấy cái tên trộm xấu xa nha các bạn nha. Bây giờ nhân sẽ phải nhảy qua cái cửa này các bạn ơi. Cái cửa này lần nào nhân nhảy cũng khó hết ấy, cố gắng nha. Rồi ok, nhân đã nhảy được vào cái cửa rồi. Tiếp theo á, nhân cần một cái cuộn băng dính đấy nha các bạn nha. Và băng dính có rồi, bây giờ cần một cái kìm nha. Các bạn xem lấy ở bên đây nha các bạn nha. Ok. Đó. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ lên cái chỗ két sắt nha. Két sắt mà bố mẹ nhân á để tiền thì ở trên tít tầng 2 cơ các bạn ơi. Bây giờ bên này có cái nối này lên tầng 2 nha các bạn nha. Đây là chúng ta sẽ lên cái cầu thang này các bạn ơi. Bình tĩnh nha, lên cái cầu thang này. Để xem mà chờ. Đây rồi, ok. Rồi các bạn này. Đây này á, cái phòng. Chết ôi, thằng kia nó nhìn thấy mình rồi các bạn ơi, nguy hiểm rồi. Bây giờ nhân mày lại phải chạy ra ngoài thôi. Nó tóm nhân á thì vỡ mồm đấy. Thằng gầy này á, nó bắt nhân à. Xuống đây, máu ngon này xuống đây. Mình xuống đây luôn, nó không nhìn thấy mình nữa các bạn ơi. Có ngon thì xuống đây nào. Thằng gầy này các bạn ơi. Thằng béo đang ở kia, còn thằng gầy đâu rồi? Thằng gầy nó đi rồi. Còn thằng nùn thì nó đang dưới bếp các bạn ơi. Ok, chủ yếu là chúng ta cái quan sát cái thằng gầy này thôi các bạn ơi, xem là thằng gầy nó đang ở đâu. Bây giờ thằng gầy nó mà xuống cầu thang thì này, thì nhân mới có thể là vào cái chỗ phòng mà bố mẹ nhân để cái tiền được nha, để két sắt nha. Rồi cái thằng gầy nó đi rồi các bạn ơi. Đây này, cái phòng này chính là phòng bố mẹ nhân á để cái két sắt đây này các bạn ơi. Đóng cái cửa này vào cho an toàn nha. Đây này, đây chính là cái két sắt nhân nha các bạn ơi. Đấy, két sắt đấy. Ok các bạn ơi, đây này á. Bây giờ đầu tiên nhân phải ấn với cái công tắc này nha các bạn nha. Đấy, ấn cái công tắc này cho tắt ngắt điện đi đã các bạn ơi. Sau đó nhân sẽ cắt cái sợi dây này ra. Cắt cái sợi dây có cái bóng đèn này ra các bạn ơi. Rồi ok, sau đó nhân sẽ dùng cái sợi dây điện này các bạn ơi. Nhân sẽ nối vào cái két sắt này các bạn ơi. Tiếp tục là dùng cái cuộn băng dính này nối vào qua không có lộ mất các bạn ơi. Sau đó nhân sẽ phải đẩy cái ghế này vào nha. Đấy, đẩy cái bàn này vào cho nó đỡ lộ các bạn ơi. Đấy, sau đó tiếp tục ấn vào đây nha. Ấn vào cái công tắc này thêm một lần nữa nha các bạn nha. Ok. Từ đã chơi xong. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì nhân sẽ phải trốn ở trong cái nhà tắm của nhân các bạn ơi. Đấy, để cho hai cái tên trộm này vào á, bọn chúng sẽ bị điện giật nha các bạn nha. Tên nào mà tham á thì sẽ bị điện giật luôn các bạn ơi. Các mì á, đây này cái két sắt nhà ta này, các mì đây, tiền đấy, các mì vào mà lấy đi. Các bạn ơi, rồi ok, tên nào mà tham á mà động vào trước sẽ bị điện giật trước nha các bạn ơi.
Ui các bạn ơi, tên lùn này nó bị điện giật đấy các bạn ơi. Ui giời, mặt trôn, ui oẹt, hai thằng bị trôn luôn. Hay quá các bạn ơi. Dê, cho đáng đời mấy cái tên trộm xấu xa này đi các bạn ơi. Vui quá các bạn ơi. Hai tên này bị giật đang bị tê hết chân tay rồi. Các bạn đến thấy video của Nhân 2 nhớ cho mình xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh ủng hộ Nhân VV nha. Ok, tiếp tục mặt trôn của nó vào những video tiếp theo nha các bạn ơi. Ok các bạn ơi, màn chôn của Nhân đến đây là kết thúc rồi nha các bạn nha. Chúc tất cả các bạn đang xem video một ngày vui vẻ đấy các bạn nha. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên cho mình xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh ủng hộ Nhân BB nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mãi yêu.